Xin chào tất cả anh em nhé. Vào một buổi chiều mình đi vườn để thăm cái vườn hồng ghép của mình nhé anh em nhé. Sau một thời gian khá là dài rồi mình không về thăm, và chiều hôm nay cũng có chút ít mưa và mình tranh thủ để thăm. Và bẻ những cái đọt của cây cú nha anh em nhé. Những cái mầm của cây hồng mình cắt đi. Đây, như ví dụ như những cái mầm này này, mình bẻ bớt đi nha anh em nhé. Và tiện thể tham quan xem là nó có đạt được cái hiệu quả cao không. Theo mình quan sát thì cũng là tầm 80%, cũng có khá là nhiều cành ghép không nở nhá. Bởi vì là vừa rồi này có cái đợt nó thời tiết nó rất là khắc nhiệt, thời tiết hanh khô. Đây, như cái ngọn này nó vẫn nảy mầm đẹp nhưng mà nó khô quá, đâm ra là nó hơi còi cọc, nhưng mà nó vẫn sống nhá. Đây, ghép 4 cành thì cũng ra cả 4. Mầm này là không biết là bị con gì ăn đi, và một mầm bị chết nhưng mà vẫn được một mầm. Mầm này là được. Có hoa này anh em này. Những cái hoa này thì mình ngắt đi để nó nuôi cành. Úi dồi, lại động vào lại làm một cái cành bị gãy đi anh em ạ. À, nó cũng bị sâu rồi. Nó cũng bị sâu. Vì vậy là mình động vào một cái làm nó gãy đi. Đây, như những cái ngọn này nó hơi bị héo nhá. Những ngọn này khỏe này. Cái cành to đâm ra là nó khỏe hơn. Nó được cả mấy ngọn liền và ngọn nó rất là tươi. Ui, cây kia, cây dưới kia chết hết rồi anh em ạ. Ghép vào những cái thân to như thế này thì đạt được là như thế này thì mình cũng cảm thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì là cái thời tiết hanh khô như thế này thì rất là hay bị chết. Nếu mà anh em đi trước mình có che đậy cái túi bóng thì lúc anh em đi cởi cái túi bóng ra không đúng cái thời điểm thì là nó cũng hay bị khô, bị chết. Cái tỷ lệ mình ghép thì cũng 80% là đạt nhá. Còn 20% đây, như những cái mắt này thì cũng nó vẫn sống anh em ạ. Nó thấy nó nở xanh ra rồi. Mình thử cởi ra xem là nó còn sống hay không. Chưa thấy nở. Rất là chậm. Bởi vì là những cái ngọn trước thì cũng đã ra hết rồi nhưng mà ngọn này không biết kiểu gì chưa ra. Trước thì mình cũng có lấy những cái mắt ghép nó ở cuối những cái cành ấy, đâm ra là nó sưng còn hơi nhỏ, nhưng mình cũng cứ ghép vào, đâm ra là nó có khả năng là nó mọc muộn.
Vẫn ok anh em ạ. Vẫn ok đấy. Mình cứ tưởng chết rồi nhưng không phải. Đây này. Nha. Được, còn được mắt này nhá. Vẫn mọc bình thường. Anh em lưu ý là khi đi thăm vườn thì phải chú ý những cái ngọn này này. Ngọn này ngọn là ngọn của cây mẹ này. Thì mình bỏ bớt đi. Để nó dồn sức để nó nuôi những cái cảnh ghép của mình. Như này là anh em lấy cây về anh em rằng giữ nhá, rằng giữ cái cành này, không thì là rất là mỏng manh, gió chỉ cần đẩy mạnh một cái là đi đấy anh em ạ. Ồ. Đây trước da lại bị chết này. Khô quá. Không biết là còn sống hay không. À vẫn tươi. Vẫn tươi. Khả năng vẫn ra đấy anh em ạ. Nhưng mà chậm. Nếu mà không ra thì mình cũng không cần thiết lắm rồi. Bởi vì là đấy. Cây này thì bên kia có được 3 ngọn này. Bên này 2 ngọn này. Rất là tốt này. Có đầy hoa luôn anh em ạ. Mình sẽ ngắt những cái cành hoa này đi. Để nó nuôi. Nuôi cái cành ghép. Rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Nhìn rất là phê luôn. Ôi giời, có bọ này. Bọ xít này. Bọ xít này. Bọ xít này. Nếu mà cái tán dứa này nó không thành ấy, nó không mọc nứa ấy, thì là mình sẽ cắt cái thân này đi. Cắt đi từ đây để nó sẽ phát triển ra 2 cái cành này. Thì mình tí mình sẽ buộc chằng để nó gió nó khỏi quật đổ nhé. Có nhiều cây không chằng được thì bị đổ đấy anh em ạ. Năm nay mình cũng không hy vọng vào mấy cái cây to này. Bởi vì là cái thời tiết nó rất là hanh khô. Thì hy vọng là chết nó rất là cao. Nhưng mà không ngờ thì vẫn ra được như này. Thì cũng cảm thấy rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Những cái cây to như thế này ghép thì rất là khó. Cái này, những cây dưới kia cũng mọc rất là tốt nhé. Cành nào cành đấy xanh mướt này. Cây này trước bị chết đây anh em ạ. May là lại thời tiết âm u, ẩm ướt thì là nó lại hồi sinh rồi. Như cây này này. Cây này là gần quang tèo gần hết rồi. Cây này chết đây anh em ạ. Cây này chết nặng đấy. May là cành này lại phát triển nhá. Cành này lại nảy mầm này, đẹp này. Phát triển này. Cành này là không ổn rồi. Cành này mình cắt ngọn bớt đi. Để nó sẽ giữ lại được cái thân. Nó khỏe lại rồi là nó mới lại mọc mầm như những cái cành này này. Cành này trước ra cũng lại chết đi này. Mấy một tuần không về thăm mà ngọn cây mẹ mọc tùm luôn. Vậy là cũng gọi là đạt nha anh em nhé. Mình những cái cây mình ghép tầm 3-4 khúc mắt vào thì mắt không được, mắt được. Vì vậy là cây nào cây đấy thì cũng vẫn có ngọn. Thì cũng gọi là vẫn đạt nha.
Cành này chắc là chết đấy. Nhưng mà được cả mấy cành này là ngon nghẽ rồi. Nắng quá này là mà chết quan queo hết này. Cành này à, trước cũng đã từng bị chết đi vơ, nhà giờ lại mọc, mắt này không không đạt này, vẫn còn được à, ngọn này, được một ngọn như này là ok rồi anh em ạ, nên nó nuôi rất là khỏe này, còn hoa huyết còn vẫn giữ được này, nhưng cành này là cành này khả năng là chết rồi. Chết rồi em ạ. Vậy là còn được hai ngọn này. Ngọn nghệ nhá. Vậy là đâu, mình thử đếm qua xem là có bao nhiêu cây nhá. Mình ghép 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cây. Thì cũng gọi là vẫn có ngọn, ghép sống nhá. 15 cây. Không không gọi là không chết hết, cây nào cũng vẫn có mắt ghép sống, cũng gọi là đạt là 99,9% rồi, bởi vì là mình ghép nhiều cành, cành này chết còn có cành kia sống thì tỷ lệ xô đi bổ lại thì là nó vẫn cây nào cây đấy vẫn có ngọn ghép nhá. Như vậy là cũng ở đây mình ghép 10 mấy cây thì cũng vẫn mọc hết, thì cũng gọi là đạt là gần như là 100%, 99,9%. Đây, như này trước chết đi, bây giờ lại mọc bình thường. Như này là đạt nhá. Như này là cũng được này. Như cây này là đâu? 1 2 3 4 5 6, ghép vào 6 cành thì là mới chết một cành. Cái này trước chết đi rồi, không biết là giờ còn sống hay không. À, vẫn sống nhá. Khả năng vẫn ra là chuyện bình thường, bởi vì là vẫn còn có mắt này và mắt trên này. Trước mắt trên này là nó ra lại bị chết đi này. Cái thời tiết hanh khô rất là chán. Còn à, dưới này là mấy cây to bạo lâm trồng trước rồi, còn cái khoảng trên này là trước là cây hồng cau, thì giờ chặt đi để chuyển đổi thì cũng khá là to rồi, hơi muộn, nhưng mà mình cứ liều cắt đi và ghép vào. Cành nào không được thì là tới nay nếu mà những cái cây nào không được ấy thì là mình sẽ chặt sát gốc để mọc cái mầm của cây mẹ lên, rồi là năm sau mình sẽ ghép vào thì là tỷ lệ nó sẽ cao hơn 100%. Còn à, mình ghép vào to như thế này thì cũng được, nhưng mà đến lúc là cái cành ghép này nó không liền được cùng cái thân mẹ này thì là cái tỷ lệ nó sai quả và nó bị gãy là rất là cao, và cái sự sống của nó sẽ chắc chắn sẽ nó sẽ không được, tuổi thọ nó sẽ không được lâu,
như những cái cây mình ghép còn bé kia, như những nhà bên này họ cũng ghép, nhưng mà những cái cây nó chỉ bằng cái cán dao thôi. Nhà dưới này ghép mấy cây nhưng mà cũng mình không thấy mọc mấy anh em ạ. Ghép 3 cây, 4 cây mới được à. Mỗi cây mới được một mắt. Không đạt mấy. Mình quay qua cho anh em xem. Cành nào, cây nào cũng có mắt ghép nó nở nhá. Như vậy là cũng gọi là đạt 100%. Ở đây có mười mấy cây thì cũng mười mấy cây, mọc cả mười mấy cây thì cũng là ok. Thôi và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Anh em nào cùng đam mê về cây hồng bảo lâm thì comment bên dưới và để cùng phổ biến những cái kiến thức về cách chăm sóc hồng bảo lâm nó như thế nào được hiệu quả. Thôi chào tất cả anh em, chúc anh em một năm chăm sóc hồng thật là hiệu quả. Chào tất cả anh em.